ngày 17 tháng 8, đoàn kiểm tra số 1 của Ban chỉ đạo chương trình số 03 của Thành ủy Hà Nội khóa 17 về chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị giai đoạn 2021-2025 do đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội, trưởng Ban chỉ đạo làm trưởng đoàn đã kiểm tra việc thực hiện chương trình này tại quận Hà Đông. Kiểm tra thực địa tại tuyến đường Quang Trung và Lê Trọng Tấn, trưởng Ban chỉ đạo khẳng định quận Hà Đông có nhiều cố gắng trong triển khai chương trình số 03 đã hạ ngầm 100% hệ thống cáp điện lực thông tin tại các khu phát triển đô thị. Các tuyến đường cải tạo xây dựng mới, trồng mới 500 cây xanh đô thị đang tiến hành cải tạo nâng cấp và xây mới các công viên, vườn hoa trên địa bàn thành phố. Nhấn mạnh, Hà Đông có vị trí vai trò đặc biệt quan trọng, diện tích đứng thứ hai trong số 12 quận nội thành, dân số đông, phát sinh nhiều vấn đề cần giải quyết. Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn yêu cầu quận phải nhận thức cho rõ ý nghĩa của chương trình số 03, cần coi đây là cơ hội để bứt phá mạnh mẽ hơn. Điều quan trọng là phải tạo sự lan tỏa mỗi phường phải có những phần việc cụ thể. Đối chiếu với 19 chỉ tiêu của chương trình, tập trung vào những chỉ tiêu đạt ở mức độ thấp như là cải tạo chung cư cũ, cải tạo công viên vườn hoa, chỉnh trang tuyến phố, hạ ngầm cáp viễn thông, chỉnh trang hè phố trên địa bàn, cải tạo nâng cấp chợ đặc biệt phối hợp với các chủ đầu tư có liên quan để đẩy nhanh tiến độ việc đầu tư xây dựng các dự án trọng điểm thuộc lĩnh vực giao thông và thoát nước các chỉ tiêu của quận phải được cụ thể hóa bằng công trình dự án cụ thể trong đó nêu rõ quy mô đơn vị được sao thực hiện có lộ trình tiến độ cụ thể nguồn lực thực hiện để làm cơ sở theo dõi và kiểm đếm đồn đốc đồng chí nguyễn ngọc tuấn cũng đề nghị quận hà đông ra soát toàn bộ các dự án trên địa bàn đánh giá lại sự đồng bộ trong đầu tư để kịp thời chỉ đạo kiến nghị đề xuất phương án xử lý rứt điểm lãnh đạo quận và các ngành phải thường xuyên kiểm tra giám sát kịp thời khen thưởng những đơn vị làm tốt phê bình những đơn vị làm chưa tốt mục đích cao nhất là xây dựng quận thành đô thị văn minh sáng xanh sạch đẹp